Vâng, em Quang xin chào tất cả quý anh chị và các bạn đang xem clip của em nhé. Em Quang lại về được một con xe lướt luôn quý chị. Con này là Kia Sportage bản 1.6 turbo signature luôn quý chị. Con này ở thị trường rất là hiếm luôn. Thị trường vẫn chưa có xe, hiện tại vẫn chưa có xe giao, nhưng mà em đã có xe lướt rồi nha quý anh chị. Xe đi 6.000 cây, sản xuất 2022. Siêu mới nhé, xe sơn zin 100% luôn nha quý anh chị. Ở bên trong nội thất hầu như là chủ xe mới bóc mấy cái siêu ấy thôi, còn bọc ni lông thì còn nguyên nha quý anh chị. Đây á, buổi chiều quay 5 giờ chiều, 6 giờ chiều rồi, nắng cũng khá là gắt nên là hơi chói, quý anh chị thông cảm giùm em nhé. Đây, xài loa hạt man cardon của mẹt nha quý anh chị. Con này cạnh tranh với phân khúc Hyundai Tucson như là Hyundai Mazda Z5 nha quý anh chị. Đây, nội thất là rất là đẹp luôn. Nội thất ghế da hai màu giống như là Hyundai Santa Fe bản cao cấp nha quý anh chị. Xe đi 6.000 km đây. Con này mới là 1 tỷ mốt chưa lăn bánh nhé. 1 tỷ mốt chưa lăn bánh rồi, bên em bây giờ bán con này chỉ có giá 1 tỷ 068 triệu thôi. Mình tiết kiệm được khoảng tỷ mốt mà chưa lăn bánh thì rơi vô tầm tỷ 2 10 triệu nha quý anh chị. Giờ em bán con này 1 tỷ 068 triệu, anh chị tiết kiệm được khoảng 150 nhé. Anh chị nào đang tham khảo dòng này thì liên hệ em theo số điện thoại 0377652627 nhé. Xem xe tại 389 quốc lộ 13 Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Xe em bán ra đều cam kết xe không đâm đụng, không ngập nước nha quý anh chị, không gầm hộp số máy móc luôn nguyên zin. Bao anh chị tới hãng toàn quốc luôn, hỗ trợ vay 70%, thời hạn vay tối đa là 8 năm nha quý anh chị. Màu xanh rêu nè. Con này thì đường nét sắc sảo hơn là nhìn Hyundai Tucson nha quý anh chị. Ở Hyundai Tucson thì nhìn mặt trước khá là giống như là siêu nhân á, siêu nhân Gao quý anh chị. Khóa V-Side, khóa cầu, hỗ trợ đổ đều, auto hold, camera 360. Quý anh chị biết rồi, camera của Kia, dòng Kia rất là nét nha. Đây quý anh chị, nét như là camera điện thoại iPhone luôn quý anh chị ạ. Đây là phanh điện tử nha quý anh chị. Hệ thống chống trơn trượt của xe này. Có đẹp lên nét lại, chói quá. Đây là giữ làn đường nha quý Adaptive Control bấm đuôi nha quý anh chị. Và đây là giữ làn đường nha quý anh chị ạ, Cruise Control. Một xe cũng khá là nhiều đồ chơi. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama nè quý anh chị. Hai ghế trước là ghế chính điện nha. Loa hạt man cardon thì quý anh chị biết rồi, loa cũng mẹt GLS đó quý anh chị, mẹt GLS nha. Loa rất là hay luôn. Gương chống chói tự động này. Vâng, em cảm ơn tất cả quý anh chị đã xem clip của em nhé. Em quay khi nào có xe lướt nào khác về em sẽ quay gửi đến quý anh chị. Bên em toàn xe lướt xe đẹp thôi. Anh quý anh chị cứ vô trang của em thì ai mà đam mê xe chắc ra không được luôn. Thực sự là xe toàn là xe lướt, xe đi mấy ngàn cây, xe đời cao thôi, 2021, 2022. Hiện tại thì mới đầu năm 2023 thì chưa có những xe sản xuất 2023 nha quý anh chị. Em cảm ơn tất cả quý anh chị, em sẽ dừng clip ở đây. Ở đây em quên mất. Ở đây có cả làm mát ghế, sưởi ghế, sấy vô lăng luôn nha quý anh chị. Em cảm ơn tất cả quý anh chị đã ủng hộ em thời gian vừa qua. Anh chị nào đang tham khảo dòng này có liên hệ cho em nhé. Cảm ơn tất cả quý anh chị.